Đến trưa 8 tháng 8 năm 2022, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác xử lý hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và người đi bộ xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên đi bộ từ đường số 9 ra quốc lộ 1. Người này băng qua giải phân cách trên quốc lộ 1 thì bị xe máy do người đàn ông trung niên cầm lái chạy vào làn ô tô hướng từ An Lạc về An Sương tông trúng. Cú tông mạnh khiến cả hai ngã ra đường, bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện, trong đó người nam đi bộ bị thương rất nặng. Tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn nằm trong làn ô tô. Dù là giao lộ nhưng khu vực này không có điểm mở giải phân cách và cũng không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Công an đã đến xử lý hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và người đi bộ mới được giải quyết xong.